Nhà chào mừng cha nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái loại cải salad đang có trong vườn. Đây chính là salad tím và đây là salad chan nông. Salad này thì mình đã cấy được khoảng một tháng rồi nha các bạn. Với chế độ không khí cũng như khí hậu của khu vực Vũng Tàu này thì cây này phát triển khá là tốt. Đây các bạn hãy nhìn, cái thân khá là cao. Salad tím này thì cái thịt lá không dày lắm, phát triển cao, các bạn có thể ăn lá từ từ và lá mới sẽ lên, hoặc là các bạn có thể là cắt luôn cái gốc rồi sau đó mình trồng lại cây khác. Cái màu cái salad tím thì khá là đẹp, các bạn xem kỹ ha. Một cái cây này nếu như mà nó phát triển lên là có thể cao hơn 40 cm, khá là nhiều lá. Một lá dài khoảng 15 cm nha các bạn. Tại thì vườn có một số cỏ. Tiếp theo đây là loại salad chan nông. Thì cái đặc điểm của cái này á, thì là nó sẽ phát triển bè ra hình tròn như thế này. Còn salad đỏ thì nó sẽ phát triển theo cái hướng đi lên. Thì cái thịt lá này thì cũng như cái thịt lá của cây salad đỏ, khá là mềm mịn. Cái salad này thì có chứa rất là nhiều vitamin. Hay ăn giảm cân á thì cái salad này là lựa chọn tuyệt vời. Nhìn cái màu xanh này nó khá là đẹp. Hai cái salad này thì mình trồng nó đang ở ngoài trời, cái vườn này không có mái che nhưng mà rau vẫn phát triển tốt như thế này. Thì một biện pháp mình sử dụng đó là biện pháp là vuông gốc cho các cây. Như các bạn thấy ở đây thì các bạn vuông gốc thẳng lên, dựng đứng cho cái cây cứng lại, thì cái tác động của nước mưa xối xuống hoặc là của các vật chất ở dưới đất nó dâng lên thì hạn chế đi rất là nhiều, cây sẽ ít bị ảnh hưởng và phát triển gần như là cây ở cái lúc trồng vào mùa nắng. Hai cái loại cải này trộn salad thì ăn rất là ngon nha các bạn. Một xíu đây mình sẽ thu cái hai cái salad này cho chủ nhà. Khu vườn khá là đẹp. Ngoài ra thì vườn có trồng một số loại cái cây khác ngoài cái xà lách này, và cây cũng đang phát triển tốt, như là ở đây là có cây bắp nếp này, ở đây là măng tây, cái ngọn bông, cái su hào. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha.